Bây giờ hãy cho ta xem thực lực của nhà ngươi. Tôi đã cho ông xem rồi mà. Cái gì? Lúc đầu tôi nói gì ông không nhớ sao? Ngươi nói sẽ làm cho ngôi nhà quay trở lại vị trí ban đầu. Ông xem, nó đã quay trở lại rồi đấy thôi. Cái đó là ta làm mà, đâu phải nhà ngươi. Tôi còn nói là tôi sẽ trực tiếp làm đâu. Tôi chỉ nói là tôi sẽ di chuyển nó thôi mà. Ông đã hứa rồi đúng không? Nếu ngôi nhà quay trở lại vị trí ban đầu trong ngôi làng thì ông sẽ không được quấy phá nữa. Cái tên này, phép thuật gì hả? Ngươi dám lừa ta? Thôi được, ta thua. Yêu quái ta dù thua cũng tuyệt đối không nói hai lời. Vì vậy ngôi nhà này ngươi hãy giữ lấy. Tôi không thích. Tại sao tôi phải bỏ nhà mình để lấy ngôi nhà này chứ? Đúng là một cậu bé thú vị. Nhà của tôi đã quay trở lại rồi. Tại sao lại quay lại được nhỉ? Một thôi eo à? Rốt cuộc thì cậu đã đi đâu thế? À, Mio Son à, ý tớ là thật ra thì quả nhiên là sư phụ. À đúng rồi, Mio Son à, cái hình nộm đó. Cái hình nộm đó thực sự là rất xấu. Thôi tớ đi đây. Cái gì? Người cứ đợi đấy. Lời nguyền của tên yêu quái sẽ được giải vào ban đêm. Ta phải chịu thế này đến bao giờ đây? Việc làm hôm nay của con đúng là đáng khen. Tại sao sư phụ không thể nói những lời đó nhiều hơn? Ta biết ngay sẽ thế mà. Có ai trên thế gian này khó tính như sư phụ nữa không? Đã đến lúc rồi. Thời cơ đã trôi qua rồi. Lại đây nào con trai. Bây giờ ta sẽ nói cho con một điều quan trọng. Con hãy ngồi xuống và xem đây. Ta sẽ nói cho con biết điều này. Việc ta dạy con dựng ngược mái tóc nghĩa là tóc con giống như chiếc bát đựng phép thuật. Bát đấy ạ. Tập trung vào. Ta sẽ biến tóc của con trở thành chiếc bát phép thuật. Con hãy dựng tóc lên và tưởng tượng đến phép thuật mà con mong muốn nhất. Có thể nhìn thấy Mio Son ngay lúc này. Bất cứ việc gì cũng được ạ. Ta còn nói chỉ dựng tóc lên là được bao giờ chưa? Tại sao lại như thế ạ? Con hãy dứt tóc và thổi thật mạnh. Người đã lấy lại ngôi nhà mà yêu quái đã cướp đi chưa? Mình không thể nói thật được. Vâng, đúng là như thế ạ. Có thể thoải mái chơi đùa với cả yêu quái. Tốt, rất là tốt. Hãy trở thành đệ tử của ta và cùng ta thay đổi thế giới này. Đa tạ sư phụ. Ta hy vọng con sẽ trở thành một đệ tử xuất sắc. Mình nhìn nhầm sao? Anh là... Cô là... Hai đứa biết nhau sao? Được rồi, con đã điều khiển được rồi. Thế nào? Con đã tin lời ta chưa? Sư phụ, thời gian qua, sư phụ đã rất vất vả khi dạy dỗ một học trò như con rồi. Vậy con sẽ cố gắng xuống núi. Ai nói con đã học được hết, vẫn còn xa lắm. Thế giới đã lại đảo lộn, con phải cố gắng học tập để giúp đỡ nhân loại. Đó là việc mà từ giờ con phải làm. Dạ, vẫn phải học nữa cơ ạ. Tóc. Con trai, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Motoel à, cậu thực sự trở thành một pháp sư rồi. Mình sẽ ở bên cậu suốt đời và giúp đỡ cậu. Lại tưởng tượng rồi. Nếu con tiết lộ danh tính của mình thì không được. Vì sao lại không được ạ? Việc yêu quái được phát hiện ở cái làng này. Những việc con phải đối đầu không phải chỉ có yêu quái thôi đâu. Vì sao ạ? Việc đó dần dần con sẽ biết. Cái gì vậy? Sư phụ, sao lại tối thế này ạ?
Lần này lại gì nữa đây ạ? Thế nào? Con có vừa lòng không? Cái gì mà vừa lòng chứ ạ? Trông con có khác gì quái vật đâu. Bà lại rất thích. Sau này khi con dựng tóc lên, thân phận của con sẽ được giấu dưới lớp mặt nạ này. Con hãy biết rằng tất cả chỉ vì con thôi. Vì thế giới này, hãy tận dụng hết sức năng lực của con. Chuyện này ở đâu ra chứ? Hãy trả lại khuôn mặt cho con. Hãy trả lại khuôn mặt cho con ngay. Bây giờ thứ quý giá đã thuộc về tay ta. Pháp sư Nudok, hãy cho ta xem một lần năng lực của ông.